Làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng cho người thân, hoặc là chúng ta có nên bán hàng cho người thân hay không, là một chủ đề vô cùng hot và được rất là nhiều bạn quan tâm, đúng không nào? Có rất là nhiều bạn nói là em không thích bán hàng cho người thân, chị không thích bán hàng cho người thân, hay là em rất là khó khăn để bán hàng cho người thân. Đó, vậy thì cái vấn đề ở đây là như thế nào? Quan điểm của bạn ra sao? Còn đối với Nam thì Nam thấy rằng là để bán hàng cho người thân thì cái điều này nó là điều vô cùng tuyệt vời. Và người thân là một cái tệp khách hàng giúp chúng ta có thể lan tỏa sản phẩm marketing, giới thiệu sản phẩm cho chúng ta một cách hoàn toàn miễn phí và dễ dàng. Và đây là một tệp khách rất là tuyệt vời đối với Nam. Vậy thì trong video ngày hôm nay Nam chia sẻ cho các bạn 4 bước để chúng ta có thể giúp cho chúng ta có thể bán hàng được cho người thân một cách tốt nhất nhé. Và bước đầu tiên đó là trước khi bạn bán một sản phẩm nào đó, bạn cần phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm, bạn cần phải có trải nghiệm về sản phẩm đó, và chắc chắn sản phẩm đó phải là một sản phẩm tốt. Vì khi bạn bán một sản phẩm tốt thì bạn mới có sự an tâm và bạn mới có một sự tự tin để bạn có thể giới thiệu, chia sẻ đến với khách hàng là những người thân, người bạn bè, những người thân thiết xung quanh của bạn. Và bước số 2, trước khi bán hàng cho người thân, chúng ta phải là người biết bán hàng cho người lạ, và chúng ta phải bán được nhiều hàng cho người lạ. Để làm gì ạ? Để khách hàng, để người thân của bạn thấy rằng là khách hàng, người thân của bạn thấy được rằng là bạn bán cái sản phẩm này cho rất là nhiều người. Vậy thì cái sản phẩm của bạn đó là một sản phẩm tốt, là một sản phẩm đáng tin cậy, và họ cũng nên mua hàng từ bạn. Và cái yếu tố số 3 giúp cho chúng ta có thể bán hàng tốt cho người thân của mình, đó là các bạn hãy làm tròn vai trong gia đình của mình. Hãy làm tốt vai một người vợ tốt trong gia đình của bạn để có được cái sự yêu thương, từ sự ủng hộ từ người chồng của mình. Hãy làm tròn vai một người con dâu hiếu thảo để chúng ta có được cái sự yêu thương từ gia đình chồng của mình này. Rồi chúng ta hãy làm tròn vai một người anh chị trong gia đình để chúng ta sao ạ? Có được một cái tấm gương sáng gia đình, có được nhiều anh chị em yêu quý mình hơn, người thân nhìn vào mình và họ rất là tin tưởng mình, yêu thương mình. Khi mà bạn có được cái sự yêu thương từ chính người thân của mình thì việc bạn chốt sale và bán hàng với họ hoàn toàn dễ dàng. Có rất nhiều bạn nói là em không bán được hàng cho người thân của mình, thì chúng ta cần nên xem lại cái cách mà chúng ta sống, cách chúng ta đối xử và cái vai trò của chúng ta trong gia đình, chúng ta đã làm tốt hay chưa. Đây cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới việc bán hàng của bạn đối với người thân của mình nhé. Cái điều thứ tư vô cùng quan trọng nữa, đó là chúng ta hãy là người bán hàng có trách nhiệm. Hãy chịu trách nhiệm với người thân của chúng ta, người khách hàng chính là người thân của chúng ta. Chúng ta hãy chịu trách nhiệm trên mỗi đơn hàng, mỗi sản phẩm chúng ta bán. Chúng ta phải có cái sự cam kết và cái sự chăm sóc tận tình đối với cái người khách hàng là người thân gia đình của chúng ta. Và chúng ta hãy cam kết làm sao ạ? Là chúng ta sẽ giúp đỡ, chăm sóc họ, đúng không? Theo dõi cái quá trình họ sử dụng này, hoặc là kèm gặp giúp đỡ họ nếu như họ hợp tác bán hàng của chúng ta, thì hãy cam kết cho họ để họ không bán được, họ không có thể nào mà bán được hàng, đúng không? Họ không ra kết quả, thì chúng ta sẽ cần phải nhận lại cái số hàng đó và hoàn tiền lại cho họ. Hay là trong quá trình họ sử dụng sản phẩm gặp một cái vấn đề nào đó, chúng ta có thể sẽ sẵn sàng bồi thường, bồi hoàn cho họ, giúp cho họ có cảm giác là an tâm khi mà họ trải nghiệm một sản phẩm của chúng ta. Bởi vì sao ạ? Khi người thân mua hàng của chúng ta là họ đang mua niềm tin của chúng ta, họ đang mua cái uy tín của bạn, họ đang mua cái sự yêu thương của họ dành cho bạn, không phải mua cái sản phẩm. Vậy thì chúng ta hãy dành cái phần thiệt về phía mình đó, thì khi đó Nam tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ chiếm được toàn bộ cái tình yêu thương và cũng như cái niềm tin của người thân của bạn, và họ sẵn sàng mua bất kỳ sản phẩm nào mà bạn giới thiệu cho họ. Ok, và trên đây thì Nam vừa mới chia sẻ cho các bạn 4 bước cực kỳ dễ để áp dụng, và cũng như là 4 bước này các bạn hoàn toàn có thể thực hành được để có thể bán hàng cho người thân một cách tốt nhất trong gia đình của mình. Hy vọng rằng video này sẽ có rất là hữu ích và có thể giúp các bạn thành công trong việc bán hàng của mình tốt hơn. Và nếu các bạn thấy video này hay, hãy giúp Nam thả tim và chia sẻ và nói nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.